Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Tiếp tục là mình mới chốt được con Vision đời 2017, giá có 2 mấy triệu nè các bạn. Màu xám rất là đẹp ha. Xe còn keng bóng ha, độ mới là khoảng 85-90% ha các bạn. Dù 2017 nhưng mà xe vẫn còn rất mới ha. Thôi mình thì nói chung mà tuyển xe rất là kỹ nha các bạn. Xe thì phải đẹp nha các bạn. Đó, khu vực miền Tây này thì mình bán xe là bán xe đẹp ha các bạn. Đó. Vision nè. Biển là biển 65 luôn, thế là có 1% mà. Bây giờ mình về huyện hay phố có 1% thôi, tại vì xe mà xe này xe 65. 65 mà ở Ôn Môn nha các bạn, 65E1 ha. Đó. Rồi thì hồi sáng này có anh kia anh mua chiếc Exciter mà anh mở hàng quá trời đắt rồi, sáng giờ khách coi quá trời coi luôn. Rồi chốt lượng con Vision luôn ha. Khách thì đang làm thủ tục bên trong. Thanh toán nè, khách ngồi bên trong nha các bạn. Khách ngồi bên trong nè. Đó, tại cách này thì cũng hơi ngại nên mình cũng quay mặt cho các bạn coi ha. Đó, tại cách này hơi ngại các bạn thông cảm ha, mình quay vòng vòng con xe cho các bạn coi ha. Đây thì cái xuống đây nè, các bạn coi nè. Đó, tình trạng xe nè ha. Đây. Con này để coi đâu nhiều, con này auto 13.000 ha. Rồi cái thực thể gắn kiến kiểu các bạn, tặng khách kiến kiểu với một cái thảm lót chân ha. Rồi, với một chai nhớt nữa các bạn ơi. Nếu mà khách ở xa mình tặng thêm một chai nhớt nữa, có về thì tự thay ha các bạn. Còn là khách ở gần thì chạy khoảng 800-1000 km là đây mình thay miễn phí ha các bạn. Còn vệ sinh mà lọc gió nè, bộ nồi nè, thì mình vệ sinh trọn đời nha. Đó, mình có cái gói bảo hành luôn. Mua xe có bảo hành đàng hoàng nha các bạn. Bảo hành 6 tháng nha, động cơ 6 tháng, ắc quy 3 tháng. Còn vệ sinh lọc gió, bộ nồi, những con tay ga nè là hoàn toàn miễn phí trọn đời luôn nha các bạn. Chạy mà cần xe mà mình chạy hơi bị rung đầu xíu, mình quay lại mình vệ sinh nồi lại hết rung đầu các bạn ơi. Xe tay ga là nó có cái bệnh đó là rung đầu khi mình chạy á, tại vì bụi á, bụi khi mà nó vô cái bộ nồi á nó nhiều quá, dẫn đến bộ nồi mình không có bắt các bạn. Nó nhiều người thì cảm thấy là người ta không biết, là ta nói xe bị hư này nọ, nhưng thật ra không phải nha các bạn. Xe tay ga là mình chạy một thời gian, khi mà cái bố đó nó phát sinh ra nhiệt thì nó sẽ làm mòn cái bố mòn rồi đó, thì bụi nó nhiều, dẫn đến tình trạng là xe tay ga hay bị rung đầu là do tình trạng đó nha các bạn. Rồi quay xương chút xíu nữa các bạn coi chơi. Đó, rồi vô trong mình quay thêm mấy con tay ga nhỏ dành cho nữ nha. Rồi nữ mình chạy thì Vario cũng được nè. Đây Vario 150 2019 nè, giá 49.500. Mình có con 125 nữa, giá 39.500 thôi. Đó, 125 vừa chạy với nữ luôn ha. Rồi Vario nè. Đó, mẫu cũ á, mình kìa mẫu cũ nha. Đó, dài qua đây. Qua đây mình có con Vario 125 mẫu cũ nữa các bạn, 2017 nè. Con này 48.500, mới về hôm qua luôn. Mấy này mẫu mới nè các bạn, 1, 2, 3, 4, 4 con mẫu mới, 3 con mẫu cũ. Nhưng mà có con cọc rồi, còn K50 bên cùng nó cọc rồi ha các bạn. Rồi, mình còn thêm một con Vision nữa nè. Đây, nữ chạy Vision hợp lý luôn, 29 nè. Giá 29 triệu, con kia màu xám, thì mình còn 2 con thì con kia bán rồi, còn con này ha. Con này màu xanh này, xanh ở ngoài nắng á, thì nó sẽ ra cái màu xanh tươi tươi xíu nha các bạn. Còn trong tối thì nó sẽ màu đậm đậm như nè. Không biết các bạn nhìn qua camera thấy thế nào ha. Còn thì mình thấy thì nói chung ra đè nắng đẹp lắm. Yên nè, yên màu nâu nè ha. Rồi, con này có 29 triệu, trả góp không trả trước luôn. Trả góp không cần trước nha các bạn. Nó qua đây đem cái sổ gẫu nè, chứng minh nè, qua đường điện nước qua đây là mình hỗ trợ trả góp không cần trả trước luôn. Rồi, lãi suất rất ok luôn ha. Qua đây mình thêm mấy dòng nữa. Rồi, ở thắt mốt nè. Nếu mà muốn chơi sang luôn thì lên thắt mốt nha các bạn. Mình nữ á. Đó, 44 triệu thôi. Mình trả trước 4 triệu nha các bạn. Trả trước 4 triệu thôi. Xuống đây mình có thắt mốt nè, Liberty nè. Đó, Vario 125 với này cũng có con nữa nè các bạn. Rồi lít luôn, Ninja lít luôn. Đùa bạn xíu thôi, lít này 25.500.000 ha. Con này không cần chạy trước luôn. Lấy xe chạy hả các bạn ơi. Rồi bạn nào có xe chạy mà chán rồi qua đây đổi xe ha các bạn. Đem xe bạn qua đây, đổi xe mình nè. Hỗ trợ mà thu xe bạn giá cao luôn ha. Ở đây có con Grande nè các bạn. Grande, Janus, Janus cũng rất là ok luôn, rất là nhỏ gọn luôn. Vision Janus là rất là ok đó các bạn nữ ha. Mình có Leite nè, hàng Leite. Rồi đặc biệt á, dòng Leite là nó sẽ có một cái yên rất là to ha các bạn, cái cốp yên rất là to. Và chỗ sàn để chân cũng rất là rộng luôn, các bạn coi nó rộng rồi, nó rộng. Mình thấy là hơn SH nha, hiện tại mình đang sử dụng SH 219 ha. Nhưng mà con này mình thấy là nó rộng hơn chiếc xe của mình luôn á. Ở đây mình có chiếc Break 2020, 39 triệu. Khoan để mình mở cái chiếc này các bạn coi cái yên chơi ha. Đây, mở cái yên lên cho các bạn coi, nó rộng lắm. Đây các bạn kiên quá trời rộng, con này bỏ sọ đến mít vừa luôn các bạn ơi. Này mình đi chợ mình để đồ rất là ok luôn. Đằng trước nè, mình thấy cái này mình để thùng mì hay là gì đó, hay chai dầu ăn gì cũng được nữa bình thường ha, rất là rộng luôn.
Rồi, xe đã bên coi chuẩn bị xong chưa? Xong thì mình giao khách luôn ha. Rồi, xe thì để lau sạch sạch xíu nữa giao khách luôn ha các bạn. Chuẩn bị gắn kiến, mình tặng khách một cái kiến kiểu ha. Rồi, khách thì đang thanh toán sắp xong rồi các bạn ơi. Mình đứng từ xa mình quay nha, tại khách này hơi ngại nha các bạn. Đó, xíu nữa giao mình quay các bạn coi tiếp ha.